Xin chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Bình Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em làm cái video may ghép. Lâu rồi em không có làm video may ghép, tại vì cái số lượng thì không có đủ cung cấp cho khách tới nhà. Nên là hôm nay thì em giao lưu lại với cả nhà về cái lô may ghép mini. Thì cái lô này từ lúc ghép cho đến nuôi tới bây giờ thì nó cũng được 10 đến 10 tháng cho đến gần 1 năm hết rồi nha các bạn. Thì cái này em chỉ còn 3 loại, đó là cúc Thọ Hương, cúc Trân Châu và giảo Hữu Đức nha các bạn. Thì cái cây phía trước mắt các bạn đây là cây cúc Trân Châu. Cây nào thì cũng là được xử lý đế hết rồi. Thì cái mắt ghép nó khỏe rồi nên các bạn trồng nó có thể sống nha. Cái cây này thì em cũng đã con cho nó gọn lại và nó để cho nó có nhiều nhánh đó các bạn. Về thì các bạn chỉ việc sang chậu lớn hơn và chăm sóc cho cây nha. Thì cái cây này thì Tết năm nay một năm nữa là nó sẽ có rất nhiều bông để cho các bạn ngắm rồi. Nên các bạn cứ yên tâm chăm sóc cây của mình thì rất là mạnh. Cây nào thì nó cũng xử lý gốc hết rồi. Thì cái gốc ghép của nó thì là nó cỡ ngón tay út. Còn về cái tược, cái bo ghép này thì nó cỡ như cái ống hút trở lên. Và cái chiều cao của cây từ miệng chậu thì là một gang tay trở lên nha các bạn, một gang tay hơn. Đây là cây cúc Trân Châu 24 đến 36 cánh. Còn lô bên đây là cây giảo Hữu Đức. Cây giảo Hữu Đức này thì em cũng đã cắt tỉa cành của nó rồi, cắt tỉa cành của nó hết rồi, nên cây các bạn đem về thì cây nó sẽ bắt đầu đâm nhánh ra rất là đẹp. Cây nào thì cũng xử lý gốc, xử lý rễ hết nha các bạn. Thì nó cây giảo Hữu Đức thì nó thấp hơn so với cây Phú Tân, thì cũng từ miệng chậu lên thì nó tầm khoảng 2 gang tay thôi. Cái gốc ghép của nó thì nó cũng ngón tay út, và cái tược ghép của nó thì nó cũng cỡ như cái ống hút. Còn bên đây là cái lô cúc Thọ Hương. Cúc Thọ Hương này thì các bạn mua về thì các bạn cũng có thể lấy bo được rồi nha cả nhà. Từ miệng chậu đi lên nó thì là nó được 2 gang tay, có nghĩa là nó khoảng 3 tấc cho đến 4 tấc nha các bạn. Thì cái gốc nó thì nó cũng được xử lý gốc hết rồi. Cúc Thọ Hương thì nó cũng từ 20 đến 40 cánh và bông nó rất là đẹp. Ở đây hình như là Ngân hết cái bông cúc Thọ Hương rồi, Ngân quay cho các bạn coi nha. Cúc Thọ Hương nó nở bông thì nó nở bông đẹp lắm. Hồi sáng có một cây nhưng mà hình như nó rụng mất tiêu rồi. Cái dòng bông cúc thì các bạn khỏi chê. Cúc Phú Tân, cúc Trân Châu, giảo Hữu Đức và giảo và cúc Thọ Hương. Thì cái bông của nó rất là đẹp. Cái em bán cái combo là 5 cây bất kỳ là giá là 350.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Các bạn nào ở xa thì liên hệ trực tiếp với Ngân qua số điện thoại là 0386 569 374 hoặc là 0944 754 283. Còn các bạn nào ở xa thì cho Ngân địa chỉ ấp xã huyện tỉnh, tên và số điện thoại, người nhận Ngân gửi hàng cho các bạn nha. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh của Ngân để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngân nhé.